Sau 9 tuần có xu hướng giảm, số ca mắc COVID-19 mới tại Mỹ đang có dấu hiệu tăng mạnh trở lại. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, số ca nhiễm mới trên toàn quốc đã tăng 5% so với tuần trước, tương đương khoảng gần 400.000 ca. Trong đó, khu vực Đông Bắc là nơi có tỷ lệ lây nhiễm bình quân đầu người cao nhất toàn quốc, dẫn đầu là các bang New Jersey, New York và Rhode Island. Điều đáng lo ngại là biến chủng mới từ Anh với số hiệu B.1.1.7 được cho là tác nhân chính của đợt bùng phát này. Tại bang Michigan, số ca nhiễm với biến thể mới chiếm 55% tổng số ca được phát hiện. Tại New Jersey, trong hơn 400 báo cáo về những biến thể nguy hiểm thì phần lớn đều là các biến thể B.1.1.7. Theo dự báo của CDC, biến thể này có thể trở thành chủng phổ biến nhất tại Mỹ vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 tới. Cùng với tốc độ tiêm phòng vaccine COVID-19 đang được đẩy nhanh, nhiều bang của Mỹ đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, động thái này có thể phá hỏng những nỗ lực hiện tại, vì virus càng lây lan trong cộng đồng thì nguy cơ xuất hiện các biến thể mới càng cao. Hoàng Hải, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam, từ New York, Mỹ.